Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Ngài Thầy dạy khắp trời người cha lăng chung bốn loài quý trong một niềm. Chứng sanh nghiêm ba kỳ không mà cùng tận phòng chúng sanh tâm thường rộng lặng đào cảm thông không thể nghĩ bằng lưới để châu vì đạo tràng mười phương Phật bao hào quang sáng. Trương bao tòa thân con anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy y. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Hư Không Biên Phạm Giới Quả Hiện Vị Lai Tâm Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai hà sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dân Đạo Sư A Di Đà Phật Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chi Bồ Tát Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bén chiên đàn thâm công pháp giới đạo tràng mười phương hiền thành mấy bao kiên tường chư quần rõ biết ngọn hương chi tiền pháp thân toàn thay yên tiền chứng phần pháp rộng sâu rộng nhiệm màu ở trăm nghìn muôn kiếm khó tìm cầu
diệu pháp liên hoa phẩm quán thế âm bồ tát phổ môn lung bây giờ ngài vô tận ấy bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trình áo bày vai hứa chấm tay hướng phật mà bành rằng thế tôn ngài quán thế âm bồ tát do nhân duyên gì mà tên là quán thế âm phần bảo ngài vô tận ý bồ tát thiện nam tử nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu can sự khổ nào nghe quán thế âm bồ tát này mồn lòng xứng danh quán thế âm bồ tát từng thời xem xe tiếng tâm kia đều đặng giải thoát nếu có người trì danh hiệu quán thế âm bồ tát dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đặng do vì xưng ngoài thần của bồ tát này vậy nếu bị nương lớn cuốn trôi xưng danh hiệu bồ tát liền đặng đến chỗ càng nếu có trăm nghìn muôn ưng chúng sanh bị tìm can thứ cho bao như vàng vàng lưu ly xa cư mà nào sáng hô hộ phánh trân châu nên vào trong biển lớn và sự do bão thổi ghê thuyền của kẻ trôi tâm nơi nương của quỷ la sang trong đó nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát thời những người đó đều đang khoa khoai nạn quỷ la sáng do nhân duyên đó mà tên là quán thế âm nếu lại có người xâm sẽ bị hại xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát thời giao gậy của người kia cầm liên gậy từng cung mà đặng thoát khỏi nếu quy giả xoa cùng mà la sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người nghe người xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát thời can quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắng dữ mà nhìn người huống lại làm hai đắng giàu lại có người hoặc có tội hoàng không tội gông cầm tiền xin trói buộc nơi thân xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát hãy đều đứng ra liền đặng thoát khỏi nếu kẻ oan tăng đầy trong cõi tam thiên đại thiên có mong vì thương chúa dân đoàn người buông đem theo nhiều của báo đi ngang qua đường hiểm trở trong đó có một người xướng rằng can thiện nam tử chớ có sợ sàn các ông phải nên một lòng xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát vì bồ tát đó hay đem pháp vô úy thí cho chúng sanh nếu các ông xưng danh hiệu ngài thời sẽ đắng thoát khỏi nơi oán tật này đoàn người buông nghe xong đều lên tiếng xưng rằng nam mô quán thế âm bồ tát vì xưng danh hiệu bồ tát nên liền đặng thoát khỏi vô tận y quán thế âm đại bồ tát có xưng ngoài tầng rộng lớn như thế nếu
đâu có chúng sanh nào nhiều lòng danh dung thừa cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dâm ý dục. Nếu người nhiều dân hơn thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dân hơn. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa ngu si vô tận ý. Quán Thế Âm Bồ Tát có những sức ngoài thần rộng lớn nhiều sự lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải mong lòng thường nhớ đến Ngài. Nếu có người nữ già sợ muốn cầu con trai lễ lại cũng dường Quán Thế Âm Bồ Tát liền sẵn con trai phương đừng trì huệ. Già sợ muốn cầu con gái bèn sẵn con gái cô tướng xinh đẹp trước ra trong còi buông đứng. Mọi người đều kính mến vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát có sức ngoài thần như thế. Nếu có chúng sanh nào cũng kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát thời phước đứng chẳng luôn mất, cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát vô tận ý. Nếu có người thọ trì danh từ của 62 ưng hằng hà sa Bồ Tát lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phụng dường nằm thua phan y. Ông nghĩ sao công đức của người thiện nam người thiện nữ đó có nhiều chăng? Vô tận ý thưa Bạch Thế Tôn, rất nhiều phần dạy. Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát nhận đến một thời lễ lại cúng dường thời phương đứng của hai người đó bằng nhau không khác trong trăm nghìn muôn ưng kiếp không thể cùng tận. Vô tận ý thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đặng vô lượng vô biên phương đứng lời ích như thế. Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bằng phận rằng Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát vào đi trong cõi ta bà như thế nào? Vì chúng sanh nội pháp như thế nào, sức phương tiện của Ngài như thế nào? Phần bảo Vô Tận Ý Bồ Tát thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quần đồ nào đang dùng thân phận đằng đồ thoa thời, Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân phận. Vì đó mà nói pháp nơi đang dùng thân duyên giang, đằng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân duyên giang. Vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thanh văn, đằng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân thanh văn. Vì đó nói pháp nơi đang dùng thân phạm vương, đằng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân phạm vương. Vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đế thích, đằng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân đế thích. Vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tự tại thiên, đằng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân tự tại thiên. Vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ sa môn, đằng đồ thoa Bồ Tát liền
Tiểu Vương Đằng Đồ Thoa Bồ Tát Liên Hiền Thân Tiểu Vương về đó nói pháp. Nơi đang dùng thân trưởng giả Đằng Đồ Thoa Bồ Tát Liên Hiền Thân trưởng giả về đó nói pháp. Nơi đang dùng thân cư sĩ Đằng Đồ Thoa Bồ Tát Liên Hiền Thân cư sĩ về đó nói pháp. Nơi đang dùng thân Tế Quang Đằng Đồ Thoa Bồ Tát Liên Hiền Thân Tế Quang về đó nói pháp. Nơi đang dùng thân Bà La Môn Đằng Đồ Thoa Bồ Tát Liên Hiện Thân Bà La Môn về đó nói pháp. Nơi đang dùng thân Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ư Bà Tạng Ư Bà Di Đằng Đồ Thoa Bồ Tát Liên Hiện Thân Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ư Bà Tạng Ư Bà Di vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân phụ nữ của trưởng giả cư sĩ Tế Quang Bà La Môn Đằng Đồ Thoa Bồ Tát Liên Hiện Thân phụ nữ về đó nói pháp. Nơi đang dùng thân đồng nam đồng nữ Đằng Đồ Thoa Bồ Tát Liên Hiện Thân đồng nam đồng nữ về đó nói pháp. Nơi đang dùng thân trời rồng giả xoa càng thẳng Bà A Tu La Ca Lầu La Khấn Na La Ma Hầu La Già Nhân cùng Phi Nhân Đằng Đồ Thoa Bồ Tát Liên Đều Hiện Thân Ma vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân thần chấm kim cang Đằng Đồ Thoa Bồ Tát Liên Hiện Thân thần chấm kim cang vì đó nói pháp. Vô tận y quan thế âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế dùng vào đi trong ca cõi đường để độ toàn chúng sanh như thế. Vì vậy các ông phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng găm xa san hay ban cho sự mô ý, cho nên cõi ta bà này đều gọi Ngài là Vị Thế Vô Úy Ngài Vô Tận Y Bồ Tát Ban Phần Rằng: Thế Tôn, con nay tin cùng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài liền mở chuối ngọc bằng cán châu báo giá trị trăm nghìn lượng vàng nơi cổ đêm cúng dường cho Ngài Quan Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhân chuối ngọc trăm bao pháp thi này, khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chiêu nhận chuối Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuối ngọc này, bây giờ phẩm bao Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ông nên thương Vô Tận Ý Bồ Tát và hàng tư chúng cùng trời rồng và cho càng tham Bà Tu La Ca Lầu La Khấn Na La Ma Hầu La Già Nhân và Phi Nhân vân vân mà nhận chuối ngọc đó từng thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương hàng thứ chúng và trời rồng nhân Phi Nhân vân vân mà nhận chuối ngọc đó chia làm hai phần: một phần dưng đứng Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dưng vào tha của Đức Phật Đa Bảo.
Vô tầng y quán thế âm Bồ Tát có sức ngoài thần từ tại như thế vào đi nơi cõi ta bà lung đó ngài vô tầng y Bồ Tát nói kệ hồi phần rằng thế tôn đủ tương tô con nay lại hỏi kiên phần tử nhân duyên gì tên là quán thế đánh đầy đủ tướng tốt nói kề đạm vô tận ông nghe hành quán âm kheo ứng căn nơi chỗ thề rộng sâu như biển nhiều kim chẳng nghĩ bằng hầu nhiều nghìn đứng pha pha nguyên thân tình lớn ta vì ông lượm nói nghe tên cùng thấy thân tâm niềm chẳng qua hay về khổ ca cõi giả sự thanh lòng hài sô rớn hầm lửa lớn do sân niệm quán âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi và biển lớn các nàng quỷ cá rồng do sân niệm quán âm sông mồi chẳng chìm đặng ngập ở chốn tu di bị người sô do sân niệm quán âm như mặn nhật treo không hoang bị người dữ rượt rớt xuống núi kim cang do sân niệm quán âm chẳng tổn đến mày long hoàng gặp quán tặng vai đều cầm giáo làm hài do sân niệm quán âm đều liền sanh long lanh hoàng bị khổ nạn khi hành hình sấm chén do sân niệm quán âm giao liền gầy từng đoạn hoàng tù cấm xiên xích tay chân bị gông cầm do sân niệm quán âm tháo ra đằng hoa khói nguyện rủa cán khôn độc muôn hại đến thân đó do sân niệm quán âm trở hại nơi bổn nhân gầm la sáng giữa rồng độc cán loài quỷ do sân niệm quán âm liền đều không dám hai hoàng thú giữ vây quanh nanh vuông nhọn đáng sợ do sân niệm quán âm vội vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cạp ơi độc khói lửa đông do sân niệm quán âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ xén đánh tuôn da khói mưa lớn do sân niệm quán âm liền đắng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bất thần quán âm xưng chi diệu hay cứu khổ thế gian đầy đủ xưng thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nương mười phương không coi nào chẳng hiền càng loại trong đường giữa địa ngục quỷ súc sanh sanh già bình chán khổ lần đều khiến dân chơn quán thân tịnh quán tri huệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thương nguyện thường chiêm ngưỡng sáng tâm tịnh không nhân huệ nhận phá cán tối hay phùng tai gió lửa khắp soi sang thế gian lòng bị răng như sấm ý từ diệu đường mây xối mưa phàm cam lồ dứt trừ lửa phiền não cải kiện qua chỗ quan trong quân trận sờ sạn do sân niệm quan âm cừ oán đều lui tan diệu âm quán thế âm phàm âm hai triệu âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm 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 chớ sanh nghi quán âm bừng tình thanh nơi khổ nào nàng chán hay vì làm nương cậy đủ
trọng chúng sanh điền phương lớn không lường, cho nên phải đành lệ. Bây giờ ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước bánh Phật rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiêm từ tại Phổ Môn thì hiền chứng thần không, nay thời phải biết công đức của người đó chẳng ít lúc phần nói phẩm Phổ Môn này. Trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều quan tâm vô đằng chánh giác kinh diệu pháp liên hoa phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát chân ngôn viên án đa đi đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà đốn đốn đa đề ta bà hán đa đề đa đề đốn đa đề đốn đốn đa đề ta bà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni bán di hồng 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 Phổ Môn thị hiện cư khổ tầng thanh từ bi thuyết pháp độ mê tăng phổ cảm ứng tùy hình tư hải thanh định bát nạn vĩnh vô thâm nam mô hiệu biến thông danh từ tài quán âm như lai quảng khoa hoàng thể nguyện nam mô những niệm tâm vô quái ngại quán âm như lai thường cư nam hải nguyện nam mô trụ ta bà u minh giới quán âm như lai tâm thính cứu khổ nam mô hạng tà ma trừ yêu quái quán âm như lai năng trừ nguy hiểm ma nguyện nam mô thanh tịnh bình thủy dương liệu quán âm như lai cam lộ sai tâm ma nguyện nam mô đại từ bi năng hỷ xả quán âm như lai thừa
tam đồ nguyện. Nam mô Bổn Nam Nhâm Cần Lễ Bái Quán Âm Như Lai Già Tòa Dài Thoáng Nguyện. Nam mô Tào Pháp Thuyền Vô Khổ Hải Quán Âm Như Lai Độ Tần Chúng Sanh Nguyện. Nam mô Tiền Tràng Khoan Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tín Dẫn Tây Phương Nguyện. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỳ Trại Quán Âm Như Lai Quả Tu Tầm Nhị Nguyện. Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Thông Mà Thầm Nhị Đại Nguyện Thế Hoan Thâm Khổ Hại Phím Từ Phong Phổ Tế Tâm Dung Sáng Sáng Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại
Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Biết Tâm Kinh Tâm Trí Huệ Thính Thinh Rộng Lớn Sáng Trong Ngần Chẳng Bận Mây Trần Lào Lào Bốn Thánh Thiên Chân Bao Trùm Muôn Loài Chẳng Phân Thanh Phàm Vần Tâm Ấy Lần Trang Sáng Suốt Cõi Bờ Khi Một Bước Đến Nơi Trái Lòng Tròn Đủ Xưa Nay Công thành quả chứng tỏ bày đính đan hàng Bồ Tát danh quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong mà thầm vào trí huệ mơ thông soi thấy năm uẩn đều không có gì đồ tâm cả không chi khổ ách trong thực tâm hiền cảnh sắc ra sắc không chung ở một nhà không chẳng kháng sanh sắc nào kháng không mà ấy sắc tương cùng đồng không tương không tương y như tường sắc kia thọ tưởng hành thân phân chia cùng lại như vậy tông về chân không tòa sáng tướng nhân ông tạm đó can pham kia tưởng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dưng thường chân chẳng cấu chẳng tình chẳng sờn chẳng thêm cơ ấy nên cõi trên không giới thế lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quần âm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy đồng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không tánh không sang xuống đài đồng vô minh chẳng có mưa hồng hên chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là anh chết già sao tứ đê cũng chẳng có nào à không chi là trí có nào đắng chi do vô sở đắc ly tất cả nhân pháp kia đều xả nhị không vần lòng khi huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quái ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chú duyên niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế phật
Phẩm Y Đàn Bát Nhã Đa Bồ Đề Chứng Quả Chánh Chân. Cho hai ban nhã là pháp môn tối thân cõi chân mau về thì thần chú linh tri đại lực thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thường oai linh, ấy chú Bồ Đắng thịnh thịnh oai thần, trừ tấn cả nguyên nhân cản khổ thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiệt bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà nam mô a di đà bà già đà tha già đà già đà điện già tha di đi đô bà tỳ a di đà đà tấn nam bà tỳ a di đi đà tỳ ca lan đế a di đi đà tỳ ca lan đa già di ni già già na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà già đà tha già đà già đà điện già tha a di đi đô bà tỳ a di đi đà tấn nam bà tỳ a di đi đà tỳ ca lan đế a di đi đà tỳ ca lan đa già di đi già già na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà già đà tha già đà già đà điện già tha di đi đô bà tỳ a di đi đà tấn nam bà tỳ a di đi đà tỳ ca lan đế a di đi đà tỳ ca lan đa già di đi già già na chi na ca lệ ta bà ham. Đừng Quán Âm oai thần lòng lòng mà khắp thế gian đều trọng danh ngài, chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm ngài liền qua, bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ Quán Thế Âm cứu khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành thế ngài nghe tiếng ứng danh tới liền, giàu trọng bệnh liên miên khổ cực, niệm danh ngài lập tức khỏi ngay, bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tăng niệm tới danh ngài cũng qua, vô lượng kiếm ta bà thế giới, ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngự ngai vàng của cha, diệu thánh ấy chính là chỉ cả sao cũng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chi thơ cùng tu vô hiền chứng thánh đền bù công lao, trọn môn nhà đường vào cánh phong, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ tri cả ai bị giống lòng mồ đạo quyết thì đi tu, tròn chín năm chân từ lao khổ, mong
cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành là tại đồng hương Tích Băng thành Việt Nam, một cảnh tiên mây làm che phủ, có Cam Tuyền thành nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành. Kim đồng ngọc nữ danh theo hầu, dưới bể ngọc chia nhau sớm tối, chầu hai bên không lỗi đạo thầy, luôn luôn chân chánh thẳng ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quán Thế Âm danh là tự tài, khắp tam thiên qua lại dạo chơi, từ bi ngài muốn độ đời. Mười hai đại nguyện thiền thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốt ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Biển Nam hải núi Võ Đà, trù ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phố môn thì hiện, Đức Như Lai thuộc chuyện khen ngài, oai thần linh hiển không hai. Tầm kinh cơ cô chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cùng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ưng hiền tinh thì tới nơi nhiều dắt cấm kỳ đổ cho, hay có kẻ qua đò mắt nàng cùng bao nhiêu tai nạn dòng đường, chí thành đôn nén tâm hương, vừa niềm danh hiểu tai ương quá liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đấng Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chờ có quán này một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho, trong khổ hải đò từ vấn đời, vớt chúng sanh đưa tới lạc ban. Chín tầng sen bảo đài vàng, Di Đà Tho kia rỡ ràng thành thơi, từ bi cứu khổ độ đời. Tầm kinh giải nạn đến nơi hòa bình, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện, chi tăng đành lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dầm dồn, trôi lăn mãi trong vòng lũng đạo. Thế Tôn đã đánh nín dạy bảo, mà con còn đắm đuối mê say. Măng ưa xem huyền cảnh hằng ngày, tai thính tiếng mận đường vua nịnh, mùi quen ngửi mùi thơm bấn tình, lưỡi dền theo lắm chuyện gây con. Thân ham dùng găm con xe xuôi, mở tướng bao la vũ trụ, bởi lục dục lòng tham không đủ, lắm che lần trí huệ từ lâu. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ, nguyện tội ác từ nay dứt bỏ.
chuyện sáu căn ra khỏi lầm mê. Trương đại thêm thành kinh hướng về tình tam độc quý tam bảo phần giới căn chuyên trì chú đáo dân tân cùng gông rễ vô minh. Chí phàm phu tử lưng có thành cầu đại giác từ bi nhà hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ con giống lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quan tìm đến bưu thành đặng từ giác giác tha biên mạng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tùng công đức thù thân hành đã vô biên thắng phước giai hồi hướng phổ nguyện phạm giới chư chúng sanh. Tông vạn vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chứng minh liễu vô tội chương tâm tiêu trừ thế thế thương hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa vi vô mẫu hoa khai kim phần ngộ vô sanh bấm thối bồ tát vi bằng lỡ nguyện gì thư công đừng phổ cầm ư nhân thiên đằng giữ chúng sanh giai công thành phần đạo tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca phán lòng vô tự quy pháp mai xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển tự quy tăng xin nguyện chúng sinh thống ly đại chúng thanh thái không ai ngại vân 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 vân
đều hiện chứng uy đức thần thông. Nên cõi ta bà trong núi Kỳ Xa quần đầu mừng lạy đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đi quanh bên hữu bảy vòng bạch Phật rằng: Thế Tôn, con ở nơi nước của đức Bảo Uy đức Thượng Vương Phật. Cha nghe cõi ta bà này nói kinh Pháp Hoa Năng cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức chúng Bồ Tát đồng đến để nghe thủ cuối mong đừng Thế Tôn, nên vì chúng con nói đó. Nếu thiền nam tử thiền nữ nhân sau khi Như Lai diện độ thế nào mà có thể được kinh Pháp Hoa này? Phật báo Cố Hiền Bồ Tát rằng: Nếu thiền nam tử thiền nữ nhân thành tự bốn pháp, thời sau khi Như Lai diện độ sẽ được kinh Pháp Hoa này. Một là được cán đức Phật hộ niệm, hai là trong các gốc công đức, ba là vào trong chính định, bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sinh. Thiền nam tử thiền nữ nhân thành từ bốn pháp như thế, sau khi Như Lai diện độ quyết được kinh này, lúc đó ngài Cố Hiền Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, 500 năm sau trong đời A Cược, nếu có người thủ trì kinh điển này, con sẽ giữ gìn trừ các sự khổ hoạn, làm cho được an ổn thiên công, ai tiện lợi rình tiền làm hại. Hoặc ma hoặc con trai của ma, hoặc con gái của ma, hoặc dân ma, hoặc người bị ma dựa, hoặc già xóa, hoặc la sát, hoặc cứu bằng tràn, hoặc tỳ xa xa, hoặc cán giá, hoặc cú đơn na, hoặc vi đà la, vân vân. Những kẻ làm hai người đều chẳng tiện lời. Người đó hoặc đi hoặc đứng đông tụng kinh này, bây giờ con cưỡi Thượng Vương Trắng Sau Ngà cùng chúng đại Bồ Tát đều đến chỗ người đó mà tự hiện thân ra để cúng dường thủ hộ an ủi tâm người đó, cùng để cúng dường kinh Pháp Hoa người đó. Nếu ngồi suy nghĩ kinh này, bây giờ con lại khởi Thượng Vương Trắng hiện ra trước người đó. Người đó nếu ở trong kinh Pháp Hoa có quên mất một câu một bài kệ, con sẽ dạy đó chúng cùng đồng tụng làm cho thông thuộc. Bây giờ người thủ trì đồng tụng kinh Pháp Hoa được thấy thân con lòng rất vui mừng, lại càng tinh tiến do thấy thân con nên liền được tam muội và đà la ni, tên là Tiền Đà La Ni, trăm nghìn muôn ứng Tiền Đà La Ni, Pháp Âm Phương Tiền Đà La Ni. Được những môn Đà La Ni như thế, Thế Tôn, nếu đời sau sau 500 năm trong đời Á Cược hàng tỳ kheo
dùng thân mà tất cả chúng sinh thấy hiện nơi trước người đó để vì nói pháp chỉ dạy cho lợi ích vui mừng cũng lại cho chú Đà La Ni. Được chú Đà La Ni này thời không có phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ làm hoặc loạn, con cũng đính thân thường hộ người đó cuối mong đừng thế tôn. Nghe con nói chú Đà La Ni này liền ở trước phần mà nói chú rằng: A Đàn Địa Đàn Đà Bà Địa Đàn Đà Bà Đế Đàn Đà Cứu Xa Lệ Đàn Đà Tu Đà Lệ Tu Đà Lệ Tu Đà La Bà Đế Phật Đà Ba Chiên Nệ Tán Bà Đà La Ni A Bà Đà Ni Tán Bà Bà Cha Bà Đà Ni Tu La Bà Đà Già Bà Lý Xoa Ni Tăng Già Niết Già Đà Ni A Tăng Kỳ Tăng Già Bà Già Địa Đế Lễ A Nọa Tăng Già Đâu Lượng A La Đế Ba La Đế Tăng Bà Tăng Già Địa Tăng Ma Địa Già Lan Địa Tăng Bà Đạt Ma Tu Ba Lời Sáng Đế Tăng Bà Tán Đọa Lâu Đà Kiều Xa Lượng A Nâu Già Địa Tân A Tỳ Cán Lời Địa Đề Thế Tôn. Nếu có Bồ Tát nào được nghe chú Đà La Ni này phải biết đó là xứng thần thông của Phổ Hiền. Nếu kinh Pháp Hoa lưu hành trong Diêm Phù Đề, có người thu trì thời nên nghĩ rằng đều là chứng oai thần của Phổ Hiền. Nếu có người thu trì đồng tụng ghi nhớ chân chính hiệu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành, phải biết người đó tu hành Phổ Hiền ở nơi vô lượng vô biên căn đừng phẩm sau trồng gông lành được căn đứng như lại lấy tay xoa đầu. Nếu chỉ biết tiếc người này mệnh chung sẽ sinh lên trời đau lời. Bây giờ bốn muôn tám miền thiên nữ trôi căn kỳ nhạc mà đến trước đó người đó liền đồi mũ bảy bao ở trong hàng thể nữ vui chơi quái là muốn là thủ trì độc tụng ghi nhớ chân chánh chịu nghĩa thú kinh đúng như lời mà tu hành. Nếu có người nào thủ trì đồng tùng dạy nghĩa thú kinh người đó khi mệnh chung được niềm đứng phẩm trao tay kiên chẳng sờ sền chẳng đó vào đường dữ liền lên cung trời đau xứng chỗ Di Lặc Bồ Tát mà sinh vào trong hàng quyến thuộc trăm nghìn muôn ứng thiên nữ đứng Di Lặc Bồ Tát có 32 tướng chúng đại Bồ Tát cùng nhau vây quanh có công đứng lại em như thế cho nên người trí phải một lòng từ chép ngoan bao người chết thu trì đồng cũng ghi nhớ chân chính đúng như lời tu hành. Thế Tôn con nay dùng sức thần thông giữ gìn kinh này sau khi Như Lai diệt độ làm cho rộng lưu vô trong Diêm Phù Đề kiến chẳng dừng mất lung. Bây giờ đứng Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng: Hay thay Phổ Hiền ông có thể hộ
kinh này làm cho nhiều chúng sinh an vui. Lời in ông đã thành từ bấm ca thứ thì không đứng lòng từ bi sâu lớn. Từ lâu xa đến nay phán tâm vô thượng chính đẳng chính giác mà có thể thân hành nguyện thần thông đó để giữ gìn kinh này. Ta sẽ dùng chứng thần thông giữ gìn người hay thù trì danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu có người thù trì đồng tùng ghi nhớ chân chính tu tập biên chém kinh pháp hoa này phải biên người đó thời là thay đứng Thích Ca Mâu Ni Phật như từ miền Phật mà nghe kinh điển này phải biết người đó cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Phải biết người đó đưa phần ngài khen lành tay phải biết người đó đưa Thích Ca Mâu Ni Phật lấy tay xoa đầu phải biết người đó đưa đứng Thích Ca Mâu Ni Phật lấy y trầm cho người như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui trong đời chẳng biết chép của ngoài đạo cùng là chẳng ưa gần gũi ngoài đạo và các kẻ ác hoặc là kẻ hàng thịt hoặc kẻ nuôi heo chê gà chó hoàng thờ săn hoàng kẻ buôn bán sắc gái người đó tâm ý ngày tập có lòng nghĩ nhớ chân chính có chức phung đứng người đó chẳng bị ba món đông làm não hại chúng chẳng bị tính ghen ghen ngã mạng và mạng tăng thường mang làm não hại người đó yên muốn biết đủ có thể tu hạnh Phổ Hiền. Phổ Hiền sau khi Như Lai diện độ 500 năm sau nếu có người nào thấy người tu thì đồng tụng kinh pháp hoa phải nghĩ rằng người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng phá can chúng ma thần vô thượng chính đàn chính gia truyền pháp luân đánh pháp cổ tội pháp loa lưới pháp vụ sẽ ngồi trên pháp tòa chư tử trong đại chúng trời người Phổ Hiền. Nếu ở đời sau có người tu trì đồng tùng kinh điển này người đó chẳng còn lại ham ưa y phục giường nằm những vật nuôi sống chỗ mong cầu chẳng luôn cùng ở trong hiện đời đưa phúc bao đón. Nếu có người kinh chê đó rằng ông là người điên cuồng vậy luôn làm hành ấy trọn không được lời in tôi báo như thế sẽ đời đời không mất. Nếu có người cúng dường khen người đó sẽ ở trong đời này đường quả báo hiện tại. Nếu lại thấy người kinh này mà nói bày lỗi quấy của người đó hoàn thân hoàn chẳng thân người này trong hiên đời mắng mình bành lại. Nếu kinh cười người trì kinh sẽ đời đời răng nếu thưa thiêu môi xấu mùi dẹp tay chân công quèo mắng lẽ thân thể hối dơ ghẻ giữ mau mũi bùng thủng hơi ngắn bị các bệnh nặng giữ cho nên Phổ Hiền. Nếu thấy người tu trì kinh điển này phải đứng dậy xa rước phải như kính Phật lung phần nói phần Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phán này có hằng hà xa vô lượng vô biên Bồ Tát đường trăm nghìn muôn ức mô
chung phần nói kinh này phổ hiền vân vân, các vị Bồ Tát xa lời phấn vân vân, các vị thanh văn và hàng trời rộng nhân phi nhân vân vân, tất cả đại chúng đều rất vui thù trì lời Phật làm lễ mà đi. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ bảy, diệu âm hành cấm thành nước trên sao Hoàng Dương, kinh này toàn nhờ công tống trì tà ma ngoài đào, theo hơi gió lăn xa đào chân thường lưu thông, muôn pháp đều biên dung. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Pháp Hoa Hải Hội Đức Phật thân tuyên ba chú chín dụ nghĩa kính màu bảy cuốn, gồm bao trùng hơn sáu muôn lời tướng tụng lời người trời. Nam mô Pháp Hoa Hải Hội chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng. Nam mô Pháp Hoa Hải Hội chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng. Nam mô Pháp Hoa Hải Hội chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng. Một câu nhiễm tâm thần đều giúp đến bờ kia, nghĩ suy rộng tu tâm hằng dùng làm thuyền bè, tùy hỷ thấy cùng nghe thường làm chủ với bạn, hoặc lấy hay là bỏ qua tai đều thành duyên hoàng quẩn cùng với mình. Chọn nhân đây được hoa nguyện ngày tôi dài thoát y báo cùng chánh bao, thường tuyên kinh màu này một cõi đến một chân đều là vì lợi vật cuối mong càng đứng phần thân nhờ hỗ trợ cho. Tân ca hàng Bồ Tát kiến giúp chứng quy linh nơi nơi, chưa nói kinh đều vì chúng khuyên tinh, phàm chỗ có nói pháp đinh thân thơ cúng dường, một câu cùng một kệ tăng tiến đạo Bồ Đề. Một trắng và một hương tròn không hề thôi, chuyện trời A Tu La Già cho thầy đến nghe pháp đó, nên chi tâm ủng hộ Phật pháp kiếm trường còn mỗi vì chiến tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chốn này hoàng trên đấng liên hoàng hư không, thường với người đời chính lòng từ ngày đêm tư mình nương pháp ở nguyện can thế giới, thường an ổn phúc tri vô biên lợi quần sinh. Bao nhiêu tội nghiệp thấy tiêu trừ xa lìa, ca khổ về biên tình hằng dùng giới hương xóa vong sang, thương trì định phụng để giúp thân. Hoa màu Bồ Đề cắm trang nghiêm tùy theo chỗ ở thương an, là Nam mô Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tát. Ma Ha Ban Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Tâm Ban Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiếm ngụ ứng giai công độ những kia khổ ân xa lời tự sanh bấn dị công, công bấn dị sanh sanh tính dị công, không tân thì sanh thù tương hành thân diệt phùng như thì xa lời thứ thì chư pháp phong tướng bấn trinh bấn về bấn có bất tình bấn tăng bấn giảm thì có không trung vô sanh vô thù tướng hành thân vô nhãn nhĩ tỷ thiền thân ý vô sáng thanh hương vì xung pha vô nhãn giới này chỉ vô ý
diệm vô vô minh tần đại chi vô lao tư diệm vô lao tư tần vô khô tâm diệm đạo vô tri diệm vô đăng dị vô sở đăng cố bồ đề tăng gọi mang nhã ma la bằng ca cô tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hư cũng bổ viện ly điên đà mong thương cựu cảnh niên bằng tam thế chư phật ni bằng nhã ba la mật đa cô đắng a nậu đa la tam điều tam bồ đề cố đi bằng nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ những thế khổ chấm thần bấm hô cô thuyết mang nhà ba la mật đa chú thân thuê chú viên yên đế yên đế ma la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba Di đề đa di ca lăng đế a di đề đa di ca lăng đa ya di đề ya ya na di đa ca lê ta ba nam mô a di đà ba ya đà tha ya đà ya đà điện ya tha di đề đô ba tề a di đề đa ca đam ba tề a di đề đa di ca lăng đế a di đề đa di ca lăng đa ya di đề ya na chi đa ca lê ta ba nam mô a di đà ba ya đa tha ya đa điện ya tha di đi đô ba tỳ a di đề đa tăng đam ba tỳ a di đề đa tỳ ca lăng đế a di đề đa tỳ ca lăng đa ya di đề ya ya na chi đa ca lê ta khế thủ tây phương an làng quân tiên dân chúng sanh đại đạo sư ngã kim phán nguyện nguyện quán sanh duy nguyện từ bi ai nhiếp toàn ngã kim phổ vị tư ân tam hữu cầm phán giới chúng sinh cầu chư Phật những thừa vô thượng bồ đề đạo cố chuyên tâm trì niệm a di đà phật vạn đấng hồng danh kỳ sanh tịnh độ di nguyện từ phụ a di đà phật ái lâm diêm thọ từ bi gia hộ a di đà phật thân ngay tướng hảo quang minh vô đẳng luân phần hảo viên chuyển vô tu di a cam mông trần thánh tư đại hải quang trung hóa phẩm vô số ức hóa bồ tát chúng địa vô biên tư tâm ba nguyện độ chúng sanh cửa phẩm hàm linh đâm bí ngàn nam mô tây phương cực là thế giới đại từ đại bi tín dân đạo sư a di đà phật nam mô 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 a di
Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật đạo
vạn kinh sơ tạo chư ác nghiệp, giải do vô thí tham sân si, tùng thân ngữ y chi sơ sanh. Nhưng thiên ngã kiếm giai sám hối, nguyện ngã lâm dùng mạng chung thời, tận trừ những thiên chư chướng ngài. Diễn kiến ngã phẩm A Di Đà, thân răng vạn sanh cưng làng sáng, ngã ký vạn sanh cưng làng dị, hiển tiền phần tiểu thứ đại nguyện. Những thiết viên mang tầm vô dư, lời làm những thế chúng sanh giới. Ngã phẩm chúng hồi ham tâm tình, ngã thời ư thắng liên hoa sinh, thân độ Như Lai vô lượng quang, hiền tiền thọ ngã Bồ Đề kiên. Mong ngã Như Lai thọ ký dị, hóa thân vô số ba tu chi, trí lực quảng đại biến tâm phương, vô lời những thiết chúng sanh giới, chúng sanh vô biên đề nguyện độ. Phiền não vô tâm thế nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thế nguyện học, mê phần đạo vô thường thế nguyện thành, nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng, cửu phẩm liên hoa vi phù màu. Hoa khai kiến phần mồ vô sanh, băng thôi Bồ Tát vi mạng đự, nguyện dị tự công đức trang nghiêm Phật tịnh độ. Tưởng bao tử trọng ân, thế tam độ khổ nhược hữu kiến văn già, tức phát Bồ Đề tâm. Cần thử nhân báo thân, đồng sinh cưng là quốc. Cần thử nhân báo thân, đồng sinh an dưỡng quốc. A Di Đà Phật, thường lai hộ trì, linh ngã thiện căn, hiện tiền tăng tăng, bất tất tình nhân, lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm, trì tinh phân minh, diện phụng Di Đà, giữ chư thánh chúng, thủ chấp hoa đài, tín dẫn ư ngã. Nhưng sáng khoảng sanh tại phần tiền, phụ Bồ Tát đạo quan độ chúng sanh, đồng thành chúng sanh chúng tri, chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn. Nguyện tội chướng tăng tiêu diệt, nguyện thường căn nhật tăng trưởng, nguyện thân tâm hàm thanh tịnh, nguyện nhất tâm táo thanh tường. Nguyện tam mùi đăng hiện tiền, nguyện tình nhân tóc viên mãn, nguyện liên đại tự tiêu danh, nguyện kiến Phật ma đảnh ký, nguyện giữ trí mãn chung thời. Nguyện vãng sinh cưng la quốc, nguyện viên mãn Bồ Tát đạo, nguyện quán độ chư chúng sinh. Chí tâm quy mạng đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Giáo Chủ Thọ Quang Khởi Tướng Vô Lượng Vô Biên Từ Thề Hoàng Thâm Tư Tầm Bát Nguyện Độ Hàm Linh Đại Từ Đại Bi Tín Dân Đạo Sư A Di Đà Như Lai Biên Pháp Giới Tam Ma Tự quy Phật.
tử